Mẹ anh còn sau vẽ mắt to ra một tí nữa đi. Mắt to dài này, vẽ to ra một tí, còn cả lông mày đấy chứ. Đúng không? Lông mày này, rồi này, có cả tóc này. Đúng không? Mắt, mũi, mồm. Đúng không nhỉ? Đấy, con tưởng tượng con nhìn cái nào, nhìn mặt ba vẽ nào. Con nhìn mặt ba con vẽ nào. Rồi, lật mặt kia lên, lại lấy tờ nữa. Ủa dồi. Ô này tốn giấy lắm con ạ. À. À, nhìn mặt ma để vẽ đi. Tóc này. Đây mà đi em. Rồi, đúng rồi, vẽ tiếp đi. Mẹ đi con ơi, vẽ xong đâu? Tai này, mũi mồm nữa. Ôi trời, đẹp. Chân phải to ra tí, hai chân như que củi thế.
chân mẹ to ra, chân to ra. Ta được gọi thế cũng được. Đẹp. Bé tiếp đi. Ba đứa nó đây này. Đây ta đi. Đúng rồi, đây. Con này. Rồi.